Dạ rồi, con chào cô nha. Dạ vâng, thì cô ơi cho con xin phép được hỏi là cô họ tên là gì? Dạ, cô tên là Lê Thị Ngọc. Dạ, cô đến từ đâu? Đến từ ở gì, khu phố Tân Thắng, Tân Bình, Nghĩa An, Bình Dương. Dạ, cô nói lớn lớn lên giúp Dạ, con nha. Dạ, dạ. Dạ rồi, thì hôm nay cô về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì cô? Dạ, vì chị Nguyên à, cô có đứa cháu nội. Cô nói có đứa cháu nội. Dạ. Và tối 16 khoảng 7 giờ nó xin phép để đi uống uống nước với bạn. Dạ. Rồi vô cái nó tắm rửa thay đồ. À, nó đi, nó mang theo chiếc xe, nó lấy chiếc xe dạ. Nó đi cho tới hôm nay là hai ngày đầu á, thì còn điện thoại còn tí te, còn qua ngày chủ nhật trưa, chủ nhật 3 giờ tới giờ là điện thoại không liên lạc được. Dạ. Cả nhà đi kia tìm kiếm mà không biết ở đâu á. Dạ. Cô ơi, cháu nội nhà mình tên là gì cô? Nó tên Võ Hoàng Anh. Võ Hoàng Anh. Võ Hoàng Anh. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Bé sinh ngày 30 tháng 9 năm 2007, 16 tuổi. Dạ. Dạ cô ơi, thì hôm nay thì cha mẹ của bé đâu? Hôm nay cha mẹ cũng mấy ngày nay kiếm là người là đi vòng vòng đi kiếm hết mà không, coi như là không có đường nào, nhờ cô bác người ta chỉ lên, nhờ chú Hải. Dạ. Trong đội chú Hải nhờ tìm kiếm giùm, chứ giờ cũng không biết đi đâu nữa. Dạ. Là cháu nội nhà mình bỏ đi ngày 16 đúng không ạ? Tối 16. 16 tháng mấy ạ cô? 16 tháng 4 vậy. Tháng 4. Ủa sao lại 16 tháng 4 được? Hôm nay mới tháng Tây. 4 mà. Tây hôm nay mới ngày 10 12 mà cô. Tây này là bỏ nó, đi. Nó, không có nó đi ngày nó đi hồi thứ 6. Thứ 6 chứ không phải là mùng. Thứ 6. Thứ 6 chứ không phải 16 thứ đúng không ạ? Vậy. Dạ. Là thứ 6 là vừa rồi đấy ạ. Vừa rồi, thứ 6 vừa rồi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, hôm nay đã là thứ 4. Là được 6 ngày. Được 6 ngày. Dạ. Thì con xin phép được mời cô chia sẻ rõ ràng hơn cái sự việc chi tiết mà cái ngày mà cháu nội nhà mình bỏ đi á cô. Dạ. Khi đi thì cháu nội nhà mình đem theo phương tiện tài sản, quần áo gì không? Dạ không, chỉ nó xin phe xin ba nó đi uống uống nước với bạn rồi vô tắm rửa, chỉ mang bộ đồ đi thôi, không lấy một cái gì mà chỉ mang chiếc xe BRS. Xe gì ạ? BRS. Xe quay á ha. Xe quay RS. Dạ, cô có nhớ được biển số không? Có, biển số là 3561 hả cô? 3564. Dạ. 61. Ê, 3568. 3568. 3568. 61BHA hay C gì ạ? Con cũng mua hình số nãy cô. Dạ, màu gì cô ha? Màu đỏ đen. Màu đỏ đen. Dạ. Thì trước trước cái ngày bỏ đi ấy, trước cái hôm thứ 6 ấy thì cha mẹ của bé có la dầy gì bé không? Dạ không, tại vì gia tài có đứa con trai à, cưng mẹ cha cưng lắm. Là ba mẹ của bé là có một mình bé thôi. Có một mình bé. Dạ. Thường thường là bé sinh hoạt ở nhà là bình thường là cũng ngoan hiền gì không ạ? Ngoan, ít nói, hiền, nói gì cũng dạ dạ thôi chứ không có trả treo. Bé đang đi học hay đang đi làm rồi cô nó, ha? Học không nổi rồi nó xin nghỉ thì cũng cha mẹ cũng chiều cho nghỉ học. À, giờ nó đi học sửa xe không đa. Học sửa xe máy. Dạ. Học được lâu chưa cô học ha? Từ Tết tới giờ. Dạ. Là bé thì cứ đi học rồi về nhà đúng không ạ? Sáng đi lên trển học và ăn cơm ở chỗ đó luôn, rồi gì tối về nhà tắm rửa là ở nhà thôi, rồi có vài ba ngày là xin đi uống trà sữa với cái bạn mà là sửa xe đó. Dạ. À. Trước giờ cháu nội nhà mình đã từng bỏ đi như vậy lần nào chưa cô ha? Dạ có một lần. Dạ. Lần trước Tết thì nó đi học cái trường dạy nghề á. Dạ. Thì nó có bỏ đi rồi ở nhà bắt lại đi một đêm thôi, rồi qua trưa mai rồi bắt được đem về. Lần đấy là bắt được ở đâu? Bắt được ở Dĩ An. Lần đấy là cháu nội nhà mình đi vì lý do gì ạ? Cũng là đi học vậy, rồi nó nói ba nó 4 giờ lên rước, thì ba nó lên rước đứng trước cửa trung tâm dạy nghề ở Bình Dương nè, rồi đứng chờ riết không thấy. Không thấy rồi cái về thì nhắn tin thì nó nói về nó đi đi chơi vài bữa nó về. Dạ. Rồi thôi rồi không có liên lạc được luôn. Là xong cháu nội nhà mình nhắn tin về ha. Rồi đó cái bữa lần đi trước á, rồi mới chị nó gặp bắt ở Dĩ An. Dạ. Em về nó cũng thấy nó cũng hiền. À, nó không có nói năng gì hết, rồi nó dạ dụ nói chứ cũng không có la rầy đánh đập gì hết. Dạ. Nói thôi giờ cho đi học nghề, nó cũng đồng ý. Trong khi đi học nghề nó cũng rất vui vẻ để nó học cái nghề. Dạ. Cháu nội nhà mình thường thường là đi học về xong rồi ở nhà ở không nhà có đi không, đâu ha. Dạ.
hai ba bốn bữa vậy, đi uống trà sữa với bạn sửa xe, bạn Dạ. học á. Và thường thường thì cháu nội có cãi lời cha mẹ không? Không, nó mới cãi Không nha. hả? Về nhà có bấm điện thoại chơi game nhiều không? Có bấm điện thoại gì, không có chơi game. Không có chơi game Nó ha? quen bạn ở trên mạng rồi thôi. Có bao giờ mà cháu nội nhà mình muốn đi làm không? Thấy nó nói nó cũng muốn đi, nhưng mà nói nó còn nhỏ, nó phải học có cái nghề. Dạ. Tất cả các mối quan hệ bạn bè của cháu nội nhà mình thì cô là bà nội, cô có nắm bắt được không ha? Quan hệ cả gia đình ba mẹ nó cũng không nắm được, Không biết được tại tại ha. vì nó chỉ trên mạng thôi, chứ nó không có chung quanh chòm xóm, bạn học thì không có. Tức là từ hôm thứ sáu cho tới hôm nay là thứ tư là Dạ. gia đình nhà mình không có liên lạc được luôn ạ. Cái đêm mà thứ sáu á Dạ. nó bỏ đi thì 8:30 nó xin 8:30 nó về. Dạ. Mẹ có điện sao tí, giờ này sao con chưa về, thì nó Dạ. nói đang về đang về. Rồi qua 9 giờ trở đi thì ba nó cũng canh đặng gọi điện thoại, thì điện thoại không có bắt máy được, đổ chuông. Dạ. Qua trưa thứ chủ nhật 3 giờ bắt đầu thuê bao không liên lạc được. Tới giờ phút này là tất cả các trang mạng xã hội để mà liên lạc với cháu nội nhà mình là đều không Là được. không được, cả nhà tung đi kiếm hết ở Dĩ An ngõ ngách nhưng mà cũng không gặp, Không có một tin tức không gì có một đúng không tin ạ? tức gì hết. Cái sự việc này thì gia đình nhà cô đã trình báo cơ quan chức năng ở Dĩ An Dạ chưa? có, sáng thứ hai thì nó đi Dạ. chiều thứ sáu, sáng thứ hai chính tôi cũng lên báo với công an, Dạ. có gửi tấm hình mà cách nay hơn 2 tuần, bữa 26 tháng 4 á, Dạ. tôi chơi với cái tóc bạn á, chụp đăng lên á, thì Dạ. tôi có lấy về Dạ. rồi tôi cũng có ghi thông tin gửi cho công an ở phường Tân Bình. Dạ. Rồi cái bạn mà hôm đấy là cháu nội nhà mình đi cùng á thì gia đình nhà mình có liên lạc liên hệ chưa? Cũng có đi tìm, cũng gặp một vài trong đứa ở trong đó mà nó nói nó không biết Không biết ha. là ở khu công dụng này. Không biết một cái gì. Dạ nó nói nó không biết Hoàng Anh. Dạ. Và cái điều mà gia đình nhà mình đang lo lắng nhất hiện tại là sợ rằng là cháu nội nhà mình đi đâu. Dạ sợ cháu nội vì nó cũng khờ, Dạ. sợ nó nghe lời của người ta để làm những chuyện mà vi phạm với pháp luật, như Sợ vi phạm chích với pháp luật ha. chích hút chích, rồi giờ sợ vậy. Cháu nhà mình ở nhà có hút thuốc lá không ạ? Dạ không, nó không có hút. Không ha. Dạ Là bản thân là cô là bà nội rất lo lắng rằng là cháu nội nhà đúng rồi, mình tôi ngày có một qua nó là cháu nội đi trai. chơi với bạn bè ở ngoài sợ rằng làm những điều không tốt, không may, không lành mạnh. Dạ Đúng không ạ? dạ Nhưng mà gia đình nhà mình có nghĩ rằng cháu nội nhà mình sợ lần này đi là muốn đi làm. Có sợ điều đấy không ạ? dạ sao con không có sợ điều đó, tại thì thấy nó cũng không có, nó ở nhà nó vụng về, tại vì con cưng không có biết làm gì hết trơn á. Nhưng đây là con suy đoán thôi nha. Nếu giả sử như cháu nội nhà mình thật sự mà bị các bạn, các đối tượng khác dụ dỗ đi làm những công việc việc nhẹ lương cao, sợ rằng là đưa cháu nội nhà mình sang Campuchia làm việc. Gia đình nhà mình có lo sợ, lo nghĩ tới điều đấy Dạ không? lo sợ đó chú. Sợ đúng không Dạ ạ? tại vì nó cũng khờ lắm, nó không có lanh lợi như người ta. Tại vì trong quá trình thời gian vừa qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận rất nhiều vụ việc các em thanh thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ Dạ đã tự ý bỏ nhà đi và tìm các việc làm trên mạng và rồi sập bẫy các đối tượng dụ dỗ cám dỗ đưa ra những công việc rất là nhẹ, mức lương rất là cao, chỉ ngồi bấm máy tính tháng 1.000, 2.000 đô. Nhiều em đã gặp nhiều cái kết rất là chát đắng. Đó là những vụ việc có thật mà đội hiệp sĩ đã ghi nhận. Và bản thân con thì hy vọng rằng cháu nội nhà mình lần này không rơi vào những trường hợp đấy. Hy vọng cháu nội nhà mình ham chơi và đang ở đâu đó quanh quẩn khu vực Bình Dương. Dạ. Thì cô là bà nội thì cô có điều nào cô muốn gửi tới cháu nội không cô? Dạ có gửi với cháu nội, nếu mà con ở lỡ vui với bạn bè con đi thì giờ con hãy quay về, mẹ con xỉu lên xỉu xuống, gia đình đang trông con, bỏ qua những lỗi lầm của con về với gia đình, lặng lo cũng như đi học thành cái nghề cho cái bản thân sau này, nó không có trình độ văn hóa thì cũng có cái nghề. Dạ. Nếu mà cháu nội có đang ở đâu đó, có xem được cái clip này của bà nội lặn lội lên đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm thì mong rằng cháu nội hãy nhanh chóng về nhà sớm Dạ. để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Nếu có một cái khúc mắc khó khăn hoặc là một cái nỗi niềm gì đấy thì cứ về nhà mạnh dạn chia sẻ với bà nội cũng như là cha mẹ. Dạ.
thì bà nội và cha mẹ sẽ có hướng và có cách để mà giải quyết, đúng không ạ? Dạ, đó là tâm nguyện của bà nội. Dạ. Thưa quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để giúp cho bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì trước mặt quý cô chú anh chị đây là hình ảnh của bà nội đi tìm cháu nội. Thì toàn bộ câu chuyện quý cô chú anh chị vừa xem vừa lắng nghe thì cũng đã hiểu một phần nào. Em rất mong rằng tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho cháu nội sớm quay trở về nhà để mà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì bà nội còn điều nào muốn chia sẻ nữa không ha? Dạ, như chia sẻ với cộng đồng mạng là mà những thấy cháu ở đâu hay là những biết những thông tin gì thì liên hệ dùm với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hoặc số điện thoại của cha mẹ. Dạ. Cho cháu về thì cháu cũng còn khờ lắm. Dạ rồi, thì vụ việc của cô thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận cô nha. Thì con không biết nói gì hơn, con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trước tiên là con chúc cô thật nhiều sức khỏe và bớt lo lắng, chúc cho gia đình mình luôn luôn gặp nhiều niềm vui cũng như là may mắn trong cuộc sống, đặc biệt hơn nữa là sớm nhận được tin vui đó là cháu nội sẽ quay trở về nhà một cách an toàn trong một ngày gần nhất cô nha. Dạ. Cô cũng có lời, cô rất cảm ơn cái đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Đã tận tình giúp đỡ cho gia đình cô. Dạ. Dạ. Cô lúc nào cũng ghi ơn của hiệp sĩ. Dạ. Thì cô ơi, khi cô về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ thì đội giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô nha. Dạ. Cho tới khi bé về, thì khi cháu nội về thì cô chỉ cần cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải một tiếng và tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng một tiếng, như vậy là vui là hạnh phúc rồi. Dạ. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không cần hậu tạ, không cần quà cáp, không cần tiền bạc cô nha. Dạ. Dạ rồi, thì cô có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội không cô? Dạ, cô đồng ý, cô cũng rất là cảm ơn. Dạ. Anh em đã hết lòng giúp đỡ cô. Dạ. Dạ rồi, thì con xin phép con chào cô nha. Dạ, thì em cũng xin phép chào tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng, xin hẹn tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Chúc tất cả quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin chào ạ.